hello vâng xin chào lại là em phạm huấn đây các bác nhá đấy thì hôm nay em lại về được một số cái mặt hàng mới nữa thì lại lên video cho anh chị các bạn xem tham khảo đấy và em xin được tự giới thiệu em là phạm huấn đến từ la sơn bình lục hà nam chuyên hàng nhật bãi rồi hàng đức hàng mỹ thì anh chị em các bạn có nhu cầu về dòng sản phẩm nào có thể liên hệ đến shop phạm huấn để được tư vấn với các dòng sản phẩm nhá này em sẽ đi vào uh, chi tiết báo giá cũng như là giới thiệu đến anh chị em các bạn. Các bạn có thể xem để uh, biết cũng như là tham khảo và nếu như có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ tới uh, số hotline của em cũng như kết bạn Zalo đuôi ba con 9 của em để được tư vấn nhé Đấy, hôm nay thì em sẽ về thêm được một số sản phẩm mới như là cái uh, hàng uh, bộ uh, bắt vít 24 trong 1 đấy. Hàng rất là đẹp luôn các bác nhé 24 trong 1 Japan. Đó thì uh, rồi dao kéo rũa mài rồi dây điện nhật kìm bấm cốt Đấy, rất là nhiều luôn các bác nhé à, Automat thì các bác có nhu cầu về dòng nào có thể liên hệ trực tiếp để bên em tư vấn dạ rồi mời các bác đi vào tham quan chi tiết video Đấy, xem chi tiết hotline của em đây em là phạm huấn đến từ la sơn bình lục hà nam Đấy, trước khi xem thì anh chị hãy cho em xin một nút like một nút đăng ký kênh cũng như là chia sẻ kênh của em cho quý vị khán giả và mọi người biết được đến kênh của em cũng như là mua hàng rồi mà anh chị đi vào chi tiết các sản phẩm Vâng cái uh, sản phẩm đầu tiên thì em uh, lên cho anh chị, đó là cái uh, sản phẩm về uh, cái bộ sản phẩm đó là bộ vít 24 trong 1. Anh chị em các bạn quan sát này. Đấy, hàng Capucci Japan anh chị em các bạn nhé Hàng rất là đẹp luôn. Đấy đây là nguyên hộp của nó này. Đấy, đây em đã bỏ ra một hộp này. Đấy, công bố giá cho anh chị em luôn là 160 000 anh chị nhé đây. Khi mà anh chị em nhận được hàng là hàng sẽ được đựng trong hộp như này. Cực kỳ là xịn sò luôn dùng cho anh em dân DCI. Đấy, DCI anh em chế cháo rồi dùng cho các cái thiết bị nhỏ cực kỳ là ok luôn nhá. Nó đựng trong một cái hộp cực kỳ xịn sò luôn. Đó, bằng nhựa nguyên sinh, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn này. Đấy. Anh em dùng nó rất là tiện luôn nhá. Sản phẩm này thì nói chung là không thể chê được một điểm nào luôn. Độ hoàn thiện, độ chắc nét, sắc nét, độ chi tiết này. Đấy, nó bao gồm có là 24 mũi. Đấy từ các cái mũi vít nhỏ nhất này đấy đến các cái mũi dẹt này mũi tròn này mũi khế này mũi lục giác này rồi các cái dòng mũi này nữa này đó anh chị em quan sát này 24 mũi luôn để cho anh chị em lựa chọn này đấy và chúng ta tháo cái lấy cái lẫy này ra chúng ta lấy cái 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 phần cổng kết nối này ra đây chúng ta lấy cái phần cổng kết nối này ra này đó đây thì anh chị có thể lựa chọn là tùy theo cái uh, sản phẩm nhá đây trong này nó có cái phần từ nhá để nó hút vào đấy anh chị em chỉ cần đặt vào này là tự nó hút vào này đấy, anh em dùng nó sẽ không bị sợ rơi mất đấy đây cái con mũi phổ thông đây anh chị em nhá đây cái này em không có móng tay cho nên nó hơi khó lấy một chút đây con này mũi phổ thông này cái này anh chị em đặt vào cái là nó hít vào này đó đây anh chị em chỉ cần đặt vào là nó hít vào rồi rất là chắc này mũi này là mũi ph 2 này anh chị này đấy, mũi này mũi phổ thông ph 2 Đấy, anh chị em chỉ cần đặt này là nó hít vào luôn Rất là nhạy luôn Đó, mũi PH2 này, đây Thì anh chị em dùng là phổ thông đấy Là con PH2 này là anh em xoáy là ok này Đấy, ở trên này thì nó có cái núm này Để anh em xoay này đấy, Anh em giữ tay vào đây và xoay này đấy Nó rất là tiện luôn nhá Rất là tiện luôn Rất là tiện luôn cho anh chị em các bạn lựa chọn này Đó, thì anh em các bạn có nhu cầu Có thể liên hệ nhá Bộ này là bộ 24 trong một này cái này nó có từ hít hết anh em đặt vào là xong Đấy không sợ rơi này Em úp xuống nó cũng không rơi Đó anh em thấy không Đây đặt vào là xong Rất là xịn sò luôn anh em nhé Đây đó Để dùng cho anh em đi làm hoặc là sử dụng trong gia đình Cũng rất là ok luôn Đấy, Trong này thì nó cũng có đầu hít luôn Anh em ấn lấy vào là xong Rất là tiện lợi Đó Bộ này thì bên em đang bán với cái giá rất yêu thương cho các bác nhé 160.000 các bác nhá. Đấy một cái bộ vít 24 trong một đầy đủ các loại mẫu mã cho các bác lựa chọn luôn đầy đủ các cái uh, kiểu dáng là các cái uh, loại mũi luôn mũi lục giác rồi mũi vẹo mũi vuông các kiểu luôn mũi khế các bác nhá đấy đây hàng cực kỳ là đẹp xịn sò đấy, những cái thép của nó là thép CRV một trong cái dòng thép chuẩn để làm vít luôn các bác nhá đấy, dòng này bên em bán 160.000 các bác nhá đấy, các bác lấy từ hai sản phẩm trở lên thì bên em miễn phí ship đó là cái sản phẩm đầu tiên Sản phẩm thứ hai thì em lên cho anh chị em đó là cái dòng sản phẩm máy Tăng đơ cắt tóc của thương hiệu Dowling đây. Các bác mua là phải mua đúng hàng chính hãng nhá, thương hiệu Dowling nhá. Đấy, dòng này thì cực kỳ là chất luôn, đây. Đấy, thương hiệu Dowling, đấy. Đây, các bác quan sát này, Mở hộp ra này thì bên trong bao gồm có một thân máy tăng đơ chính này, đây. Một thân máy tăng đơ chính này. Đấy, thân máy tăng đơ chính độ hoàn thiện cực kỳ là cao luôn. Đấy, phía trong này thì có các cái phụ kiện đi kèm, phụ kiện đi kèm này, đây, thân tăng đơ chính này. Đấy, chúng ta xoáy cái phần này ra này, xoáy phần này ra, xoáy phần này ra sau đó thì chúng ta cho pin vào, cho pin vào, Đấy, chúng ta cho pin vào, đó. Công tác bật lên là tăng đơ sẽ chạy luôn, rất là khỏe luôn, độ hoàn thiện sắc nét rất là cao các bác nhá. Đây, hình dòng phượng rất là đẹp luôn. Đấy, các chi tiết tất cả làm bằng hợp kim đây là cái phần kết nối để cho tăng đơ chạy này đây em bật lên này đấy các bác nghe cái tiếng kêu của tăng đơ đã thấy đã rồi dòng này các bác dùng đa năng luôn nhá cắt tóc cạo râu nhá đấy cắt được mọi chỗ mọi chi tiết mọi ngóc ngách nhá đấy các bác cào ngược cào xuôi này cắt ngược cắt xuôi đều được này đấy không cần phải là quan trọng là... là 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 phải đúng nhá đấy và ưu điểm của nó ấy, các bác quan sát này em cắt này ưu điểm của nó ấy là nó sẽ không bị ăn da các bác nhá, đấy dùng rất là ngon luôn, cắt sạch luôn các bác thấy không? Đây và không bị ăn da thì mình dùng nó rất là ok. Đấy, công tác đây, đấy. Phía trong này thì nó có đế sạc đi kèm này, chúng ta dùng hết pin thì chúng ta lại lắp pin vào đây chúng ta sạc này, đấy và nó có bốn cái phần, phần 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 cữ bao gồm là một, à, bao gồm là hai, ba, bốn và một năm các bác nhá. Đấy, 2 3 4 và 1,5. Đây, 2 3 4 và 1,5 cho các bác lựa chọn này. Đấy. Và ở trong này thì còn có một lọ dầu cha nữa và một cái cây chổi vệ sinh. Đấy, một chổi vệ sinh nữa. Đây, các bác quan sát này. Một lọ dầu tra và một cây chổi vệ sinh. Dòng này bên em đang bán là 280 000 các bác nhé Các bác lấy từ hai sản phẩm trở lên thì bên em cũng miễn phí ship. Hàng nói chung là quá là chất lượng luôn. Các bác cầm mới các bác mới thấy độ chắc tay của nó và độ chất của sản phẩm cực kỳ là chất luôn. đấy các bác quan sát này nghe cái tiếng kêu của nó các bác đã thấy thích chưa? đó. tăng đơ thì cực kỳ là sắc bén luôn. đấy. bác nào mà gia đình có trẻ con hoặc người già, đấy thì dùng cái này rất là tiện chúng ta không phải đi ra cửa hàng nữa. đó. tiếp theo có chuyên ngành tóc thì em tranh thủ lên cho anh chị em luôn cái uh, cặp kéo của thương hiệu Kai Japan anh chị em các bạn nhé. dòng này thì uh, lâu lâu mới lại có một cái đợt hàng về, hàng rất là đẹp luôn. đây. anh chị em các bạn quan sát này. Đấy, thương hiệu Kai Kai Japan này. Đấy, Kai Japan này một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Đấy, hàng này là hàng Nhật bãi các bác nhá. Đấy, gần như là mới luôn. Đấy, tồn kho chưa qua sử dụng. Đấy, dòng này thì bên em bán là 250 000 một cặp các bác nhá. Đấy, một cắt một tỉa này. Các bác xem này cái phần đầu kéo này nó phải dày như này thì mới dùng được này. Đấy, đầu kéo này. Cái phần đầu lưỡi kéo này nó phải dày này. Đấy chứ nếu mà các bác mua vào những cái kéo mà lưỡi nó mỏng thì không dùng được đâu. Cái phần đầu kéo này phải thật là dày đấy các bác quan sát này đấy và cái phần lưỡi này là nó phải ôm sát này thì các bác cắt nó mới ngọt đó các bác nghe cái tiếng kéo nó thấy thích rồi đấy, rất là êm tay luôn đấy, các bác thợ mà dùng cái, những cái đôi này thì miễn chê luôn các bác nhé đấy, cực kỳ bền đẹp và chắc chắn luôn các bác này đó dòng này thì bên em bán 250.000 năm một cặp nhá đấy, tặng kèm thêm bao da cho các bác luôn rất là xịn sò đây sản phẩm đây đó thì các bác có nhu cầu có thể liên hệ này đó hai trăm năm các bác nhé đó. Tiếp theo thì em lên cho anh chị em cái sản phẩm đó là cái máy cạo râu của thương hiệu Jandu uh, đấy. Dòng này thì quá nổi tiếng rồi, cũng uh, có tên tuổi trên thị trường rồi. Đây, sản phẩm được đóng gói đây, độ hoàn thiện rất là cao nhá. Thương hiệu Zandu này, các bác quan sát này. Đấy. Hàng rất là xịn sò luôn. Con này của nó thì nó có cái hệ thống uh, đây, đựng trong bao da cũng rất là đẹp. Có cái hệ thống gọi là hệ thống uh, sạc trực tiếp luôn đấy nó rất là tiện đây chúng ta chỉ cần đẩy lẫy ra như này là chúng ta cắm sạc này đấy, đẩy lẫy như này chúng ta cắm sạc này đấy điện 220 bình thường các bác nhá 50 hz này 3 w này đấy, pin của nó là 3 w này đẩy ra như này là xong cắm sạc này đấy, khi chúng ta sử dụng thì chúng ta tháo cái lẫy này ra đấy, tháo lẫy này ra này bác nào mà dâu mà dài thì mình dùng cái phần lưỡi dưới này mình à, cắt trước đi đây chúng ta đẩy lên là cắt này đấy, cái lưỡi này đang chạy này đấy sau đó thì chúng ta đẩy cái lưỡi này xuống này đó, và chúng ta đẩy lên thì cái phần trên này nó sẽ chạy này. Đây, em cắt này. Đó, các bác nghe cái tiếng nó đứt ở cái lông tay không? Đó, các bác nghe thấy không? Đấy. Đấy, các bác thấy không? Con này của nó cắt rất là tốt luôn, máy chạy cực khỏe luôn nhá. Đấy. Đây, thương hiệu uh, Zandu này. Đấy, Zandu này, đấy. Chữ nổi các bác nhá. Hàng độ hoàn thiện, độ sắc nét, độ chi tiết cực kỳ là cao luôn, hàng chất lượng luôn, hàng công ty, các bác yên tâm sử dụng. Dòng này các bác mà dùng thì nói chung là miễn chê luôn. Giá cũng rất là hợp lý, chỉ có 140 000 Đấy các bác lưu ý nhá, giá bên shop em đang phân phối là 140 000 cũng rất là hợp lý luôn để gửi tới quý cô bác anh chị các bạn này. Đấy, 140 000 Cái sản phẩm uh, sản phẩm uh, máy cạo dâu thương hiệu đu dòng này thì bên em cũng bán rất là nhiều rồi. Bán uh, tương đối lâu rồi. và khách hàng rất là hài lòng nhá. Đấy, tiếp theo thì em uh, lên cho anh chị một số cái sản phẩm đó là đây cái dây điện hàng nhật bãi đây đó các bác quan sát này ổ này là ổ cắm chân dẹt các bác nhé ổ chân dẹt và ổ khóa đây nó có bốn ổ này đây chân dẹt như này đây em cắm vào các bác này đấy cắm vào như này cho chúng ta khóa như này là không rút ra được, được luôn đó không rút ra được, được luôn rất là tiện lợi nhá cái xoay này thì rút ra này thứ hai ấy, đặc điểm của nó là chân dẹt ổ khóa này thứ hai là cái phần này của nó ấy, thì là nó có nam châm hít này đấy, thứ ba là cái uh, phần này nó có thể xoay được này đấy nó có thể xoay được đó nó có thể xoay được nó rất tiện cho các bác dây dài 5m dây 2 chấm các bác nhá dài 5m này đấy dây 2 chấm dài 5m toàn bộ là chữ nhật hết các bác quan sát này đó rất là chất chơi luôn nhá xịn sò luôn 200.000 các bác lấy từ hai quận trở lên thì bên em sẽ miễn phí ship đó tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm mới của bên em đấy cũng uh mới về được có một ít thôi đó là khò ga Đấy, kabushi japan này dòng này thì các bác dùng là các bác cũng biết rồi thi thoảng chúng em lại cập nhật một chút cái sản phẩm này để cho các bác theo dõi nhé đó đây các bác quan sát này Đấy. cái này thì hàng cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn đó sản phẩm này thì bên em đang bán với cái giá là bên em đang bán với cái giá là 150k các bác nhá. Đấy cực kỳ là dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy còn các bác muốn dùng cái sản phẩm mà nó nhỏ gọn vừa tiền hơn Thì đây có cái dòng sản phẩm của thương hiệu Flamigan Đấy hàng xuất cho Hàn Quốc này Đấy dòng này thì bên em bán với cái giá là 100 nghìn Đấy còn dòng này là 150 nghìn Đấy thì tùy các bác Các bác có nhu cầu về sản phẩm nào thì có thể liên hệ này Các bác có bảo là cho lấy cái khò ga trắng 100 Hoặc là cái khò ga 150 nghìn Thì đấy Thì cái này nó có 3 màu Thì một là em gửi ngẫu nhiên Hai là các bác chọn màu thì tùy các bác Đấy các bác chụp màn hình lại để gửi cho em đó Tiếp theo em lên cho các bác cái uh, mũi vít hàng xịn của thương hiệu Dewatt hàng Mỹ các bác nhé. Dewatt này là một trong cái sản phẩm thương hiệu máy móc cực kỳ xịn sò của Mỹ rồi. Đấy. Dòng này thì bên em bán là một cặp này là 30.000 các bác nhé. Đấy, 30k. Đấy. cặp này là 30k. Đó, 30k các bác nhé. Đây. Đấy, mũi vít Dewatt, mũi PH2 các bác nhé. Đấy, mũi này là hàng công ty xịn 100% luôn. PH2. Mũi xịn, mũi uh, chuẩn chỉ các bác nhé. Tiếp theo lên cho bác cái sản phẩm đó là cái Atomat hàng của Hàn Quốc các bác nhá. Đấy, hàng này là hàng của Hàn Quốc này. Hàng này hàng mới 100%, chưa qua sử dụng các bác nhá. Đấy, hàng mới 100%, chưa qua sử dụng. Đây, em sẽ ấn cái nút test chống chập. Ấn cái nút test chống chập cho các bác xem. Đấy, nút test chống chập trước nhá. Đây các bác quan sát này, đấy, em sẽ test cái nút chống chập trước này. Dòng này của nó là ba chức năng nhá. Chập, giật, quá tải và dò dỉ này. Đấy, các bác về test át chỉ cần test cái nút chống chập thì như này Còn chống giật thì các bác phải test trực tiếp với điện Đấy Dòng này bên em bán là 250.000 các bác nhá 250.000 một chiếc Đấy cái các bác lấy cả vỏ như này thì chúng ta cộng thêm 20.000 nữa Đấy là 270.000 Lấy từ hai con trở lên thì bên em cũng miễn phí ship này Đó Đây dòng sản phẩm 100% là made in Korea Đây các bác quan sát này Đấy Mới sản xuất năm 2015 này Đây made in Korea này Đây Đấy, hàng ad của Hyundai Made in Korea Hàng rất là đẹp luôn các bác này Đấy, Rất là đẹp luôn nhá Đây em khui hộp cho các bác xem này đây 40 a dòng dò 30mA Hyundai Chuẩn Hyundai luôn các bác quan sát này Đấy, Tem của nhà sản xuất này Đấy, LCB Hàng này thì vừa chập vừa giật vừa quá tải luôn Đấy, Made in Korea này Vừa chống chập chống giật chống quá tải chống dò gì luôn Còn nguyên đai nguyên kiện nguyên ốc này Toàn bộ là chữ Hàn Quốc hết các bác nhá Đấy, Toàn bộ chữ Hàn Quốc hết còn nguyên đai nguyên hộp đây hàng cực kỳ là 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 chất chất lượng luôn đó thì các bác có nhu cầu có thể liên hệ nhé đó để bên em tư vấn cho các bác này đấy tiếp theo cái chuyên đề ad của hàn thì em tiếp tục lên cho các bác cái dòng sản phẩm cốc của hàn dòng này thì nó có 20a 30a và 15a đấy nhưng em chủ yếu em còn cái dòng 20a thôi đấy 30a thì cũng không còn nhiều đâu các bác nhé đó dòng này bên em bán với cái giá rất là yêu thương ad chống giật hàn quốc đấy giá rất là yêu thương 50k các bác nhá 50k một con Chỉ mấy cái giá yêu thương 50k thôi Các bác có nhu cầu thì có thể liên hệ này Đấy, 50k một con các bác nhá Đấy, át chống giật Hàng của Hàn Quốc Đó Tiếp theo Em lên cho các bác cái dòng sản phẩm đó là át chống giật Hàng của Nhật Mitsubishi Dòng này thì cái giá nó cao hơn một chút các bác nhá Dòng này là 100.000 một con Đấy, 100.000 một con Đấy, các bác lấy từ 3 con trở lên thì bên em sẽ miễn phí ship này Đấy, dòng này là lấy từ 3 con trở lên thì bên em sẽ miễn phí ship Dòng này thì các bác chuyên dùng cho nóng lạnh điều hòa rồi phòng rồi các cái thiết bị nhỏ rất là ok luôn. Đó, giá rất là hợp lý các bác nhé. Đấy tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kìm thương hiệu Kabushi Japan này. Các bác quan sát này. Đấy, đây. Japan này. Hàng cực kỳ là đẹp luôn. Kìm bấm cốt con này thì cực kỳ xịn sò luôn. Các bác dùng để bấm cốt hoặc là tuốt dây. Đây em sẽ tuốt một cái dây cho các bác xem nhé. Đấy đây tuốt dây này. Các bác tuốt dây cực kỳ là ngon luôn. Đây Đấy, dùng tuốt dây này. Đây, dùng tuốt dây này. Đấy các bác thấy không? Đấy, bây giờ không ai dùng bằng răng bằng lợi hoặc đốt máy lửa nữa. Mình dùng cái kìm này thì xịn sò này. Đây, chức năng bấm cốt này, tuốt dây này, bấm cốt này. Đấy rồi cắt này rồi ốc này, đó. Khép CRV này, made in Japan các bác nhá. Đây, Japan này, Kabushi Japan các bác nhá. Hàng cực kỳ là đẹp và xịn sò luôn. Đấy, dòng này bên em bán là 250k các bác nhá. Đấy, 250k. Đấy các bác mua thì uh, bảo cho tôi cái kìm uh, bấm cốt 250k. Đấy. tiếp theo lên cho bác cái kìm tuốt dây con này thì vừa tuốt dây vừa bấm cốt được đấy nha chỉ bấm cốt cốt loại nhỏ thôi đấy đây kìm tuốt dây này đấy các bác quan sát này kìm tuốt dây cũng capucci uh, japan luôn đó hàng rất là đẹp luôn các bác nhé đây con này tuốt dây các bác dùng để tuốt dây thì cực kỳ là ngon luôn đấy em tuốt dây rất là ngọt luôn các bác này đó tuốt dây quá ngọt luôn đấy đây các bác quan sát này em tuốt cái dây này quá ngọt luôn đấy dây dày rất ngọt luôn các bác nhá Cái này thì bên em đang bán là 60.000 các bác nhá 60.000 một cái các bác nhá Cũng hàng capucci Japan luôn các bác này capucci Japan này 60k một cái các bác nhá Các bác bảo cho tôi cái kìm 60k Là bên em sẽ biết các bác nhá Đó Tiếp theo thì em lên cho các bác một số cái dòng sản phẩm Đó là bình giữ nhiệt Đây Bình giữ nhiệt Hàng nội địa nhật các bác nhá 100% toàn bộ chữ nhật hết Đây Mã vạch cũng của nhật luôn này Đó Đây các bác quan sát này Đấy, bình này thì bên em đang bán rất là tốt luôn ưu điểm của bình này là giữ nhiệt cực kỳ tốt luôn các bác để một viên đá Và về các bác cứ thử nghiệm để một viên đá vào đây các bác để từ sáng đến tối viên đá vẫn còn nguyên cái lượng chảy của nó không bị mất đá bao nhiêu đó nó có giòn bên trong này nhá Cái này thì có giòn này inox hai lớp này không bị tỏa nhiệt này đó cái này các bác dùng cho này về test như này cho em nhá các bác cho một nắm gạo vào đây không được vo cho một nắm gạo vào đây các bác đun nước sôi 100 độ đổ vào, xoáy nắp vào cho em để từ sáng đến trưa các bác có cháo để ăn. Đó, để từ sáng đến trưa là các bác có cháo để ăn luôn, các bác cho thêm tí mì chính với cái gia vị vào là đến trưa là có cháo ăn. Đó, thì dòng này cực kỳ là chất luôn, em bán rất là nhiều rồi, shop em bán rất là nhiều. 260 ml, 150k một cái các bác nhá. Đấy, lấy từ hai cái trở lên thì bên em cũng miễn phí ship. Bình giữ nhiệt. Đó, tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái uh, kéo cắt gà thương hiệu uh, Winling Winlink của Đức Đấy, Dòng này các bác dùng thì miễn chê luôn Toàn bộ là thân liền hết các bác nhé Thân liền 100% Có lẫy khóa cực kỳ là chất lượng luôn Đấy, Dày 2 gem này Thân của lưỡi này dày 2 gem Có phần lõm để chúng ta cắt gà nó không bị trượt này Đó, con này chúng ta dùng thì nói chung là chấm hết luôn Trên thị trường họ bán các bác nhé Các bác lưu ý này Trên thị trường họ bán cũng y như này Nhưng mà không có tem và made in Germany như này đâu Đấy, hàng made in Germany luôn Đấy các bác quan sát này đây, đây made in Germany này. Đó. Còn trên thị trường thì không có một tí tem mát chữ nghĩa nào luôn. Đây của thương hiệu Welling hai hình người này. Các bác quan sát nhá. Hàng cực kỳ là chất lượng luôn, dày dẫn, đẹp. 250k. Đó các bác lấy từ hai cái trở lên thì bên em cũng miễn phí ship này. Đó, 250k. Đấy, tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác cái rũa mài dao mài kéo cũng hàng của nội địa Nhật các bác nhá. Đấy, hàng nội địa Nhật này. Đấy, toàn bộ là chữ Nhật hết, 200k các bác nhá. Đấy, hàng nội địa Nhật này. Đấy, mài dao kéo kim cương này Cái này thì nó có phủ phủ kim cương Đấy, Kim cương này là kim cương công nghiệp thôi các bác nhé Chứ không phải là kim cương bình thường đâu Đấy, không lúc các bác này bảo là Kim cương mà cái rũa mà có 200 nghìn Đấy, hàng liền thân hết các bác này Độ hoàn thiện, độ sắc nét này Cực kỳ là hoàn thiện sắc nét luôn Đấy, dòng này bên em bán là 250 nghìn các bác nhé À, xin lỗi các bác là 200 nghìn các bác nhé Đấy, từ hai cái trở lên thì bên em cũng sẽ miễn phí ship này Đó, hàng này là hàng nội địa Nhật mới 100% các bác nhé Đấy cho nên các bác yên tâm sử dụng này, 200k này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm tiếp theo, đó là cái liếc mài dao. Đấy vừa rồi là cái rũa còn đây là cái liếc này. Liếc mài dao của bên em đây. Đấy. Trên thị trường cũng bán rất là nhiều luôn các bác nhá. Dòng này thì bên em công bố giá luôn là 290k một chiếc này. Đó các bác lấy từ hai chiếc trở lên thì miễn phí ship này. Nhưng các bác mua hàng các bác lưu ý nhá. Đấy, các bác mua hàng thì mình phải lưu ý này, made in Japan này. Đó, made in Japan còn các bác mua những cái sản phẩm mà không có không có sản xuất không có made in japan thì đều là hàng nhái hết, họ bán rất là rẻ thôi. Đấy. Mà dùng thì chất lượng thì không ra gì đâu. Cái này thì em bán rất là nhiều rồi. Cho các bác thợ làm về bán hàng. Đấy, thịt lợn, thịt gà cần phải băm chặt nhiều thì dùng con này để liếc nó rất là nhanh. Đó. Tiếp theo thì đến cho bác cái bình sản phẩm cái bình hút dung dịch. Đấy, cái phần sản phẩm ống hút dung dịch đây. Con này các bác dùng rất là tốt luôn, nó khỏe ạ. Em cũng đang dùng rồi, rất là ngon luôn nhé. 80k các bác nhé, lên nhanh cho các bác này. Đấy, cái sản phẩm bên em bán cũng rất là hot, đó là đá mài. Đây, đá mài của thương hiệu Katashiwa. Đấy, Katashiwa hàng Nhật các bác nhé. Đấy, thì nó có các cái dòng là độ mịn của nó là tùy theo. Đấy, dòng là 600 trên 1.500, 1.000 trên 3.000 và 3.000 trên 8.000. Độ mịn càng cao thì chúng ta mài dao càng nhanh sắc Đấy, và không bị mất lưỡi. Đấy thì dòng 3.000 trên 8.000 này là 300 Đó 300 Hàng đều là thương hiệu Made in Japan hết các bác này Đó Made in Japan Đấy con này là 300 này Con này 270 này Độ mịn của nó là 1.000 trên 3.000 Đấy con này là 600 trên 1.500 Em bán cho các bác thợ Về dao kéo đục rất là nhiều luôn Đấy cái sản phẩm cuối cùng trong ngày hôm nay Thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là Bút điện Đó nhạy không Em để vào đây là lên đã nháy rồi này Các bác thấy rất là nhạy luôn Dây dương này Đấy, dương đỏ nháy này, xem bên âm này, dừng luôn. Đó, bút thử điện cảm biến các bác nhá. Dòng này các bác dùng thì cực kỳ là, 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 an toàn luôn, có thể dò được dây âm tường bị đứt này. Đó, rất là tốt luôn các bác nhá. Đấy, đây, để bên này này, dương này, xem bên âm mất luôn, dương này. Đó, âm này, dương này. Đó, thì bên em bán cái bút này là 100 nghìn các bác nhá. Đấy, 100 nghìn, bút thử điện cảm biến. Có tặng kèm pin cho các bác luôn. Đây, cái này nó có cả đèn pin chiếu sáng này. Đấy, Em có tặng kèm cả pin cho bác luôn. Lắp đôi pin con thỏ tiểu này. Tặng kèm các bác luôn. Đó, thì các bác có nhu cầu về sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp đến shop Phạm Huấn này. Đấy. Và cái sản phẩm cuối cùng nữa trong ngày hôm nay. Thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là... Các cái mẫu cưa nhật của bên em. Đấy. Thì bên em đang phân phối 4 loại chính. Bao gồm là cưa này là cưa lách. Các bác gọi là cưa lách cũng được. Hoặc cái cưa nhỏ cán đen. Hoặc các bác gọi là cưa lách. Đấy, dòng này của nó là lưỡi dài là 21mm 21cm Tức là 210mm đấy. đấy Cưa này là cưa lách các bác dùng để cắt những cái cành nhỏ Đấy dùng cho bonsai Đấy đều là của thương hiệu Đây đây thương hiệu Rau Made in Japan các bác nhá Đấy Made in Japan hết nhá Chứ không phải là hàng trôi nổi đâu Đây Made in Japan hết này các bác quan sát này Đó Thì cái dòng lưỡi bản to này thì nó chia ra làm 3 loại 3 loại chính nó là loại một loại là dài 27 cm, một loại 30 cm và loại 35 cm. Đây, các bác quan sát này. 27 30 35. 27 30 35. Đấy thì các bác mua hàng các bác cứ bảo cho tôi cái uh, cưa lưỡi dài 27, lưỡi dài 30 và lưỡi dài 35 thì bên em sẽ biết. Đó và cũng công bố giá cho các bác luôn. Lưỡi 27 của nó là 309, lưỡi uh, 30 là 420 và lưỡi uh, 35 là 450 rưỡi các bác nhá. Dòng này các bác dùng thì miễn chê luôn, cực kỳ là chất luôn. Đó, chấu của nó hoàn toàn là chấu kép hết các bác nhá, chứ không phải chấu đơn. Đấy, chấu là chấu kép. Lưỡi cực kỳ là sâu và sắc luôn, các bác dùng thì cực kỳ bền bỉ luôn. Thép này thì không bao giờ dỉ Đấy, các bác dùng mình chỉ cần uh, giữ gìn vệ sinh là ok. Đều là hàng made in Japan hết các bác này. Đấy, chữ đều là chữ Nhật nhá. Đấy, các bác quan sát không? mọi nhu cầu mua sắm các bác có thể liên hệ tới hotline của phạm huấn nhé. Xin chào và lại anh chị em ở video sau. để anh chị xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. và em là phạm huấn đến từ la sơn bình lục hà nam. bên em ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán. Đấy bác nào chuyển khoản thì bên em sẽ miễn phí ship nhé. rồi xin chào lại các bác ở video sau.